Quý vị muốn thay đổi cuộc đời mình nghe. Trước nhất có tâm bố thí, thứ hai niệm Phật, thứ ba ăn chay. Ba đó chân thật làm đi, quý vị sẽ thấy 100% cuộc đời bị thay đổi. Làm nhiệt tình ba cái đó đi, bị thay đổi liền. Ai mà tin là chân thật làm đi, thay đổi liền. Nhưng khi quý vị nghe mà phát tâm từ bi ăn chay trường đó nghe. Bây giờ nhiều người chưa ăn chay bị nói tờ ơi, ăn chay trường rồi mấy món mà khoái khẩu của tôi rồi, tôi không ăn được thôi, tôi không ăn chay được đâu. Quý vị mà ăn chay trường mà bị phát tâm từ bi là không còn một cái món nào khoái khẩu nữa hết trơn. Nó trở thành tâm từ bi quý vị ơi. Nó phát cái tâm từ bi ăn chay luôn vậy đó. Mà không có thiếu chắc gì đâu. Trời ơi, kìa nhà Đức nuôi mấy chục đứa nít kìa ngoài bảo tháp kìa. Bữa nay lớn hết rồi. Một số tớp lớn, đầu tiên nó lớn rồi đó. Quý vị biết rằng nó 14 tuổi thôi mà nó 70 kg. Ăn chay không? Quang á, Quang mà em Nhận Thịnh bây giờ nó 70 kg rồi đó. Ăn chay mà tướng nó khỏe mạnh, đừng nói chứ đâu phải như nít ngoài đời. Đâu phải nít ngoài đời mà mập phục phịch đâu. Mấy thằng này nó mạnh mà nó chắc còn hơn cái gì nữa. Ăn chay, ăn gì đâu. Nó 30 mấy thằng ăn chay. Chú Tâm Bảo Tháp coi. Nó nên từ nơi đó ăn chay đừng có sợ thiếu chắc. Vì ăn chay mà không có tu nên nó thiếu chắc. Ăn chay mà không có tu nên thiếu chắc. Thì biết vì sao mà nói câu đó không? Vì ăn chay nhưng không có tu nên không có hiểu tâm từ bi. Nên ăn chay mà còn thèm đồ mặn thì nó thiếu chắc chứ làm sao. Đó. Đó. Chứ thật sự mà phát tâm từ bi mà ăn chay là không bao giờ thiếu chắc. Chắc chắn quý vị không có thiếu chắc đâu. Đó. Nên ba cái nền mà quý vị lót để mà thay đổi số mệnh cuộc đời và thay đổi luôn gia đạo quý vị luôn là niệm Phật, bố thí cúng dường, ăn chay phóng sanh. Ăn chay phóng sanh là một đi, hiểu không? À, niệm Phật, à, bố thí cúng dường. Từ cái tâm bố thí thì phước báo giàu sang. Từ cái công đức niệm Phật phát sinh trí tuệ. Rồi từ ăn chay phóng sanh sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Thí dụ như cái người này ăn chay phóng sanh mà họ chết yểu. Xin thưa với quý vị là cái số mệnh của họ chết còn trước thời gian đó nữa. Nhưng họ ăn chay phóng sanh họ kéo dài tới thời gian đó, họ chết thì họ tái sinh tốt hơn đó quý vị à. Chứ không phải họ chết yểu đâu. Tại vì cuộc đời này của họ còn ở lại là còn khổ. Nên họ chết đi họ thay cái thân khác, thay đổi mới lại, đời họ sẽ tốt đẹp hơn cái đời này nữa. 100% quý vị. Phật đã dạy gieo nhân là gặt quả à quý vị ơi. Nên mình đã tin vào định lực nhân quả rồi quý vị à. Mình là người nghe đạo rồi quý vị, đừng có bao giờ giành giật của cải với anh chị em. Cha mẹ chia cho anh chị em cái gì tốt thì mừng giùm cho. Đừng có bao giờ giành giật anh chị em mà giành giật của cải, ra tòa kiện cáo là sai. Sai. Nhất là anh chị em mà kiện cáo nhau giành của cải đó nghe quý vị. Nhận Đức nói cho quý vị nghe nghe. Phước trong mạng quý vị có 1 tỷ thì nó giảm bớt đi 300 triệu. Từ cái giành giật của cải mà nó giảm bớt vậy đó. Tin 100%. 100% là tin trong mạng có phước mới giàu. Nếu như ai tin vào tôi làm giỏi mà giàu thì quý vị cả đời cực. Cả đời quý vị cực 100% luôn. Làm siêng năng vui vẻ quan hỷ là chỉ có duyên thôi. Nếu trong Phật Pháp nghe, nhiệt tình hết mình vì người ta làm là quý vị nhớ là có duyên. Còn giúp đỡ người ta là có phước à. Nên nhớ đó. Nên từ nơi đó hai điểm này để gầy dựng cho cái sự nghiệp cuộc đời mình đó. Chứ nếu như mà mình nói nè nhờ tôi giỏi nè tôi mới cắt được nhà to nè, vậy thì cực cả đời luôn. Do trong mạng quý vị có mà quý vị mới làm ra tiền, bởi vì mới cắt được nhà. Nhớ kỹ, trong mạng mà không có tiền thì thôi chịu thua đi quý vị ơi.
Trong mạng không có tiền, không có ai mà giúp quý vị được đâu. Người ta thì đang làm ăn kinh doanh buôn bán, người ta lên rầm rầm, người ta lên ào ào. Quý vị đụng vô là cục vốn, đụng đâu là cục đó, đụng đâu là cục đó, giết ta sợ quý vị luôn. Những đức nói trong mạng không có tiền rồi quý vị thấy người ta quýnh bài á, 5-7 cây ăn liên tục. Mình thấy thằng này nó may mắn nè. Anh cho tôi ké anh cái. Ké kiếm chút đỉnh coi. Cái mình nay chắc 9-10 cây thằng này nó may mắn. Thằng này ngon. Gom hết tài sản ké thằng này cái coi. Mà mình đâu có tài sản nhiều đâu. Có mấy triệu. Ké vô một cái cây đó nó dở lên bù. À, xong cái mình nói thôi trời ơi nó vô gì quá. Thôi đợi mình đợi vài cây đó đi, mình hả ké một cái nữa coi. Thì cái cây sau mình không ké, thằng kia nó 9 điểm. Mình nói này, mày tao ké thêm cái nữa. Đút vô ké một cái nữa, lật lên 1. Thì cái thằng mà làm chủ nó 2 điểm, nó ăn mình 1 điểm. Cái ông này ông nói mày đi ra chỗ khác cho tao. Nãy giờ cây nào tao cũng ăn mà mày đút vô cây nào tao cũng thua chứ. Xui xẻo gì đâu. Thấy chưa? Trong mạng không có tiền. Trong mạng không có tiền nha. Các vị có thấy trường hợp này chưa? Trường hợp này cuộc đời có chắc chắn luôn. Thấy người ta kinh doanh buôn bán cái món đồ đó đắt thấy ghê luôn, nhào ra mua chiếc xe đi bán. Mình bán ai mua? Chứ vì biết vị mà không có duyên có phước đối vì thành công đúng. Nên quý vị cái sạp buôn bán nào vì cứ để cái máy niệm Phật ngay cái sạp đó đi. Các vị sẽ thấy đặc biệt à. Trời ơi. Ngày xưa nhà đến xuống chùa Hộ Pháp, quý vị chùa Hộ Pháp vắng cái nào chưa? Rồi, bắt cái máy niệm Phật ngay chỗ cái cổng Tam Quan. Mà hồi đó nhà Đức mới xuống chưa có thu âm điệu niệm Phật, nhà Đức bắt cái điệu niệm Phật của nhóm họ gì? Hồng Ngọc. Hồng Ngọc gì đó. Nhóm niệm Phật á, kêu cư sĩ. Bắt cái điệu niệm Phật đó. Nó sau này nhà Đức thu âm, nhà Đức mới bắt cái điệu niệm Phật của nhà Đức. Mấy vị biết bắt niệm Phật vòng xung quanh chùa chứ. Nhà Đức tính, nhà Đức nói nè, bắt cái điệu niệm Phật sẽ quay cái loa ra ngoài đường. Để làm chi? Để cho kẻ đi qua người đi lỡ nghe câu Phật hiệu để người ta vô đây. Tự nhiên Đức tính vậy quý vị ơi. Thật sự người ta vô thiệt quý vị. Hồi đó có nhiều đòn nghe quý vị, người ta lỡ người ta cúng dường, người ta nói nè, không phải cúng dường chùa này, mà tự nhiên đi đến đoạn đường cái tự nhiên cái xe nó quẹo vô cái đường này à. Nó chạy hoài vậy đó. Cuối cùng nó vô đây thấy ngôi chùa ghé vô luôn. Thấy nuôi người già tội nghiệp quá cúng dường luôn. Khỏi đi chùa kia. Rất là nhiều xe luôn, lạ kỳ ghê á, tự nhiên đi đến cái đường nó quẹo vô. Nó nói bị lạc. Lạc cái chùa nó ghê chứ. Nó gọi vậy đó quý vị biết cái trong đó là tuốt cái trong mà. Ai mà vô. Vậy đó mà từ từ đông vậy đó. Coi thấy không? Phải không? Rõ ràng niệm Phật có Phật á, đưa đẩy thấy chưa? Nó Phật đưa đẩy đó. Thì biết cái cảm ứng với chùa Hộ Pháp nghe. Khi nhà Đức mới xuống là xung quanh toàn là khu công nghiệp không. Ồ nó hôi đừng có nói nữa. Nó xả cái gì ra hôi lắm quý vị ơi, mùi cá. Trời ơi khó ngủ. Mà mũi nó cắn muốn gần chết. Những Đức ngày xưa là những Đức tu kiểu liều mạng. Người ta văn mùn, như Đức nói không văn mùn. Tao không văn mùn. Tao có phước. Bây giờ tao không biết lấy cái gì cũng dường, lấy máu cũng dường cho mũi chơi được không? Lấy máu cũng dường cho mũi chơi đó được không? Ai cũng nói mình chắc hơi cùng khùng với kỳ cục. Bận đi ngủ bận cái áo thun ba lỗ. Màu đó ớm bận tôi thun ba lỗ nhìn như con nhộng. Các vị biết. Trời ơi. Mũi nó cắn á, từ đây nó cắn dài. Nó cắn cổ đầy hết chứ. Một đêm nó cắn cả 100 mũi, nó cắn đầy, nó bu đầy, nó cắn luôn. Cho cắn thoải mái luôn. Bố thấy cúng dường cho mũi. Chịu đâu hơn nửa năm. Vậy mà có hết máu đâu. Không bệnh hoạn luôn nữa vị ơi. Ngộ ghê. Nó làm nhiều chuyện lạ lắm.
rất là nhiều chuyện lạ. Những đức là làm nhiều chuyện lạ lắm đó quý vị. Đi tu là làm nhiều chuyện lạ, làm chuyện kỳ cục lắm, không ai làm. Như lại 3.000 lại đâu ai làm đâu, đúng không? Thấy không, mình cũng cố gắng cuộc đời mình thôi, mình đi đến cái cõi này mình cố gắng. Nên từ cái tâm bố thí ha, rồi cái tâm niệm Phật ha, rồi cái tâm từ bi ăn chay, quý vị làm đi, gia đạo vị sẽ thay đổi. Chân thật mà làm đi nghe. Đó, Đức chỉ quý vị nè, bây giờ mạng truyền thông phát triển, vì những buổi giảng như Đức nó quá nhiều rồi. Tất cả người ngồi trong đây về lập trang, lấy những buổi giảng để vào mỗi ngày 10 người nghe, mình cũng có phước nữa. Làm gì không có 10 người nghe, rồi từ từ nó lên nha quý vị. Đó, vậy đó nghe, mà cứ đem buổi giảng bỏ vào vậy đó mà người ta coi đó. Ta coi từ từ rồi vì tu phước tu duyên lớn. Cứ làm đi quý vị. Đem cái môn tịnh độ giới thiệu. Đem tịnh độ giới thiệu. Hoặc là quý vị nghe những đức giảng, buổi giảng nào mà kể câu chuyện nào mà nghe nó vui vui hay hay. Chứ đừng có cái đoạn nào nó lên cao quá mà cắt, người ta ghét chết một. Lựa cái đoạn nào mà người ta kể mà vui vui mà hay hay gần gũi á, cắt khúc, làm cái đề lại gỡ lên. Vậy đó mà cái thứ đó là coi đông ác đặng, coi đông dữ lắm quý vị ơi. Nó giống như bây giờ là những đứa ngày nào những đứa cũng ưa làm những đoạn ký sự ngắn á, ngồi nói chuyện nghiêu ngao vậy đó, vậy mà đưa lên mấy trăm ngàn người coi đó nghe. À, tại cái trang mình giờ nổi tiếng quý vị, nên cái lượng người coi đông, những đứa nắm bắt cơ hội, những đứa cứ nạp hoài ra, nạp tới cứ ngồi rảnh làm chi, lấy cái điện thoại quay cái nói chuyện nghiêu ngao một chút coi, kết duyên chơi coi. Nên như Đức siêng lắm quý vị ơi, siêng lắm. Hồi đó những Đức ở trên chùa Quan Âm, những Đức ưa vô kho gạo ngồi lắm. Bây giờ chùa Pháp những Đức cũng ưa ngồi kho gạo. Biết gì sao không? Những Đức trong lòng nói nè, nuôi người già thì cần có gạo cho mấy bà ăn để bà niệm Phật, nên tôi ngồi đi tôi niệm Phật để gạo đến. Ừ, tin là gạo mà sắp sửa hết nghe, như Đức chàng vô kho gạo ngồi chút có người đem lại cúng. Kinh khủng không? Có giỡn đâu. Vô đó ngồi niệm Phật đó, vô kho gạo ngồi hoài niệm Phật trong đó đó. Ôi vô kho ngồi lắm. Tại vì sao? Kho là cái địa điểm để mà nuôi người ta, nên mình vô đó mình ngồi trong kho gạo, mình niệm Phật là cầu Phật kêu người ta đem đồ đến. Hiểu không? Có lý hết chưa? Cái kiểu này chắc gì ngồi ghế lu gạo quá. Có ghế ngồi ghế lu gạo hoài niệm Phật. Niệm vài bữa đó trời ơi, thầy Đức cũng dạy mà niệm có sao không ai đem lại cho cái chợ. Hiểu không? Đây là tôi làm rõ ràng mà nó có cảm ứng quý vị ơi, ngộ lắm. Nó hay lắm. Nên cứ là tu phước tu duyên đi, không có mắc đi đâu đâu. Nói sanh không mang đến, chết không mang đi. Chúng ta tạo ra thì mình cầm theo. Nhớ không? Năm xưa khi Đại Lão Thường Tịnh Không ngày đến cầu học với thầy Lý Bỉnh Nam. Thầy Lý Bỉnh Nam mà nhìn, và Thường Tịnh Không thì thông minh, nhưng ông không có phước. Đã là không có phước thì khó hành đạo. Với người không có phước không có ở được một nơi, làm cho mình phải lang thang suốt vậy. Không có phước, không ít ai giúp đỡ, không ai hộ trì, là tự nhiên nó khiến cho mình phải đi lang thang suốt vậy. Nhớ kỹ. Rồi thêm cái là mình không có phước thì mình khó chí, có trí huệ lắm. Nó phước huệ, phước là cái nền móng để phát triển trí huệ. Nên từ nơi đó mà thầy Lý Bỉnh Nam hỏi ông hàng ngày ông có tiền không, và tụi anh không nghe còn trẻ nói rằng là có ít dữ lắm. Ví dụ như có một đồng là ít lắm. Nó từ một đồng mà cái tâm bố thí cúng dường, có cái tâm á. Ví dụ như thấy nơi nào phóng sanh, nơi nào in kinh, nơi nào làm tượng Phật,
hay nơi nào làm những việc lợi ích từ một đồng mà cố gắng mà làm. Từ một đồng mà làm. Rồi khi mà tôi giảng pháp rồi đó, ông mua kẹo, người ta lợi người ta nghe pháp, ông đứng ông chắp tay, ông cung kính hoan hỷ. Rồi ông có kẹo thì ông tặng kẹo cho người ta ăn, sắp chỗ cho người ta ngồi đàng hoàng, chân thật mà làm. Thì thầy Lý Vĩnh Nam dạy gì? Hòa Thượng Tịnh Không, ngày chân thật, ngày nghe lời, ngày làm. Thế vậy biết rằng cái phước của đại lão Hòa Thượng Tịnh Không lớn dữ lắm, phước báo cực kỳ lớn luôn. Từ tài thí là làm mạnh lắm. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mà khi ngài đi giảng ở đâu á, nơi nào mà ngài đến á nghe, ngài chưa đến nơi đó ngài đã có cúng dường nơi đó, và ngài chưa đến nơi đó là pháp thí đã đến nơi đó. Nghĩa là nơi nào ngài đến giảng là ngài chưa đến là pháp thí đã chuyển đến đó rất nhiều. Mà nghe nói là chuyển làng xe 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 pháp thí ở đó để tặng. Tặng dữ lắm luôn á. Rồi ngài cúng dường cho cái nơi mà ngài đến đó giảng. Cúng dường cho nơi mà đến đó giảng. Từ tài thí ngài làm rất là mạnh. Đó. Có một lần mà ngài đi giảng chỗ nào đó mà người ta quyên góp phụ làm cái bệnh viện, mà người ta đang thiếu số tiền, thì người ta vừa quyên góp là ngài hứa liền. Ngài hứa liền. Cái người thị giả đi theo nói gì, đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mà ngài đâu có giữ tiền trong người sao hứa liền, mà hàng ngày còn nói là 3 ngày sau đưa nữa chứ. Thì chưa được 3 ngày thì qua 1 ngày thôi, có người người ta cầm tiền lại. Và người ta nói rằng Phật A Di Đà kêu đem đến đây cúng dường. Cái phước báo quá lớn quý vị. Rồi xong mà người ta đem tiền lại là ngài nói thôi chuyển thẳng là cái nơi đó thì người ta đang xây bệnh viện, chứ đừng có đưa cho tôi. Cái này hay lắm nghe quý vị. Rất là hay luôn á. Chuyển thẳng cho người ta là hay nhất. Đưa cho mình nhiều quá, có khi mình lỡ thì mình tham, mình lấy phân nửa, đưa người ta phân nửa thì sao? Nguy hiểm đó quý vị ơi. Cái chỗ này là những đứa cũng gặp rồi đó. Nó gặp rồi. Kinh nghiệm cuộc đời mình luôn. Nên đã quyên góp cái gì cho ai thì khi mà người ta đưa tiền mà nói thôi, chuyển thẳng lên đó đi. Cái chắc ăn người ta làm đúng thì người ta nhờ, làm sai người ta chịu. Mình đừng dính vô. Dính vô cái là mình cầm vô là tự nhiên ngộ lắm. Tiền mà nó vô tay mình là nó kỳ lắm. Nó đưa ra hết là một cái điều không đơn giản đó quý vị ơi. Thấy không? Nó nên á, thầy Lý Bình Nam dạy từ cái bố thí tài chân thật mà làm đi. Từ một đồng một cắt chân thật mà làm. Thí dụ như mình có dịp mình đi về chùa gì nè, Hòa Thượng thì ngài có cái duyên xây chùa, Nhân Đức lại có duyên nuôi chúng nghe. Nhân Đức nuôi chúng và Nhân Đức có duyên ông chúng rất là đông, có duyên nuôi chúng. Nhưng mà về cái việc chùa chiền là Nhân Đức không có xây được. Có một lần mà cái khu nhà mà mấy cô ở bên kia hộ pháp, Hòa Thượng kêu ông ra, ông coi cái chỗ đó một cái. Những đức ra, những đức cái bữa mà xây dựng á, ra đi vòng vòng mấy quận, rồi xong cái xây cái nhà nó cứ sập hoài. Bởi vì ai mà cắt nhà cửa mà kêu những đức đi đến mà ấy là những đức nói tôi chịu thua, kêu lộn ngừ, hiểu không? Nó không có duyên xây dựng quý vị. Nó, nhưng mà Hòa Thượng ngày ra ngày ngồi là xây dựng ngon lành. Ngài có duyên xây chùa không? Hòa Thượng xây chùa là giống như mình ăn buổi cơm vậy. Là giống như ngày ra cái là rồi là cứ móc đi rồi xây dựng. Chỉ điểm chỗ nào lấy phấn đồ, vẽ chỗ nào là chỗ móc móng rồi xong một cái rồi. Rồi vậy cứ xây đi. Là xây lên thôi. Đó. Có duyên quý vị à. Có duyên. Nên ngày 80 mấy tuổi à. Mẹ Tâm xây chùa của ngài còn mạnh lắm. Ở ngoài trước đó đang xây lại cái chùa mới, ngoài trước cổng.
Thì chúng ta về đây thấy cái hoàn cảnh mình ở, mình tu, mình được nương tựa cái ngôi Tam Bảo. Ngày xưa ở đây cũng nhờ Hòa Thượng Ngài xây dựng từng chút Ngài sắp xếp lại mà hình thành một cái đại tùng lâm gì bao nhiêu chục năm nay. Nhiều người chúng ta ngồi đây có khi một ngày nào mình già có khi mình cũng về đây đó quý vị ơi. Duyên ở đây là nuôi người già hình thành rồi đó, và những đức tiếp tục gầy dựng cho những anh em bên cạnh rồi đó. Nó hình thành cái tâm nuôi người già, nên mình đi về đây cái tâm mình có cái tâm bố thí cúng dường đồng cắt mình bỏ tùng Tam Bảo nè, đó là Hòa Thượng xây dựng. Họ đó Hòa Thượng xây dựng đều có cái tâm đó đó quý vị. Thì thấy những đức có kêu quý vị đưa tiền như đức đâu, quý vị thấy nhiều buổi giảng như đức có nói tới cái chuyện mà bố thí cúng dường công đức lớn gì đâu, nhưng mà cái bài học tập này tự nhiên nãy như đức còn có mấy phút nữa qua đây tự nhiên đức nghĩ bữa nay nó qua nói cái gì, nhưng đức nghĩ rằng là mà nói à cúng dường, bố thí cúng dường đi, ba cái thí giúp ta thay đổi cuộc đời 100% thay đổi cuộc đời đó quý vị. Thì biết rằng là có những cái gia đạo mà mình nghèo sơ, nghèo sát, nghèo mấy đời luôn, mà càng qua đời khác nó càng nghèo. Vì sao? Trong mạng không có phước sao dạo? Trong mạng nó không có phước, quý vị làm là trước mắt giống như có tiền vô tay vậy đó, mà không bao giờ vô tay quý vị được. Mà nó mà vô tay quý vị là nó có quả tay liền. Nó vào tay quý vị là có quả tay liền đó, cho mà biết. Vì sao? Vì trong mạng quý vị không có tiền mà quý vị đi cầm tiền này là quý vị có tai họa liền, chắc chắn quý vị luôn á. Có những người mà cuộc đời người ta sợ cái chuyện tiền đến với người ta luôn á. Tại vì tiền đến là có tai họa liền, có bệnh hoạn chuyện này chuyện kia xảy ra liền. Hoặc là có những gia đình mà tiền đến một cái là vợ chồng lúc đúc liền, hoặc là chia tay, hoặc là ly dị, hoặc là con hư hỏng, tiền đến. Quý vị biết có những gia đình mà người ta có dòng họ đi nước ngoài này cứ gỡ tiền cho người ta xài. Nhưng mà quý vị coi giết rồi tự nhiên cái gia đình đó nếu mà không học Phật Pháp nghe, họ lo xài không à. Rồi tự nhiên gia đình đó, nó tào lao bác xế chứ nó không có lo đạo đức gì đâu. Nó cứ chờ đợi mình gỡ tiền cho họ xài. Chứ họ không có học Phật Pháp. Giống như là mình đưa tiền cho họ xài với họ hết phước luôn. Hết phước giết rồi cái gia đình của họ tự nhiên cái lộn xộn lu bu. Còn thua hồi xưa mà chưa có tiền nước ngoài gỡ nữa. Lúc chưa có tiền nước ngoài gì hết trơn là tự nhiên lạ lắm. Họ cứ lo làm ăn, họ kiếm tiền. Thì từ rồi họ tạo ra họ có tiền họ xài. Khi mà có tiền nước ngoài, con gái gì gả nước ngoài rồi đó, cứ gỡ tiền cho họ xài. Đâu phải cái chuyện người ta cho mình xài đơn giản chả. Trong mạng mình không có tiền sao người ta cho mình xài. Nên cái việc mà người ta cho mình xài là cái việc phước trong mạng mình nó bí vị không? Quý vị nhớ nè, có những trưởng đoàn người ta có thể dám mà, ví dụ như cô Sòn đi, cô dẫn số lượng người đi rất là đông, cổ bao xe hết luôn. Xin thưa quý vị, cái tâm của cô bố thí cúng dường, nếu như quý vị mà không có cái phước đó, đố mà quý vị leo lên xe đi được. Đừng có nói chuyện dẫn chơ. Nên cái phương tiện mà quý vị á giúp đỡ người nghèo làm những việc Phật sự, quý vị nhớ cái người mà làm đó họ có phước mình mới cúng được. Còn nếu mà họ không có phước, quý vị sẽ không bao giờ muốn cúng cho họ. Không bao giờ quý vị muốn cúng cho họ đâu. Vì trong mạng họ không có phước, quý vị nhìn họ là vì không muốn cúng rồi. Vì nghe tên họ vì không muốn cúng rồi. Còn cái người mà có phước, quý vị chỉ cần nghe tên họ là quý vị muốn cúng đó. 100% luôn á. Quý vị biết rằng những đức mà lo cho chúng quý vị bao nhiêu tiền chưa? Mà những đức là giảng là ít nói về cái việc mà cúng dường nhất luôn. Quý vị nghe đi, ít bao giờ những đức nói tới chuyện này. Những đức chỉ có nói là những đức làm việc đó thôi. Nó như vậy quý vị biết rằng khắp nơi nơi người ta cúng dường những đức là không bao giờ thiếu luôn. Mà những đức đi tu chỉ số mệnh nè, 100% luôn, đi tu chỉ số mệnh nè. Thì biết nghe, những đức mà chỉ cần ngồi chỗ nào cái thôi, thử lễ những đức đứng chỗ nào cái đi,
đó, đi ngang chỗ nào cái thôi là có người cúng dường liền, đi ngang chỗ nào là cúng dường, mà cúng là gom chút, không có ít đâu đó. Nên từ nơi đó mà những đức lo cái lễ, mong làm sao nó tròn vẹn được 3 ngày thôi, chỉ mong vậy thôi là mừng lắm rồi, chắc là mừng rồi. Nhưng mà những đức khuyên quý vị về đây á, một đồng một cắt quý vị bỏ thùng tam bảo, quý vị cúng dường, đó là cái tâm tu phước tu duyên quý vị đúng lắm. Tại vì sao? Vì hòa thượng ngày 82 tuổi rồi, ngày đâu có còn cái chuyện ăn xài này kia, mà người như hòa thượng mình là người lớn tuổi ngày xưa, không có bao giờ mà nói thiệt. Nhà đức ở đây nhà đức biết hòa thượng mình là ngài chỉ lấy tiền xây chùa thôi à, chứ ngài không có cho đâu, bởi vì không có cho rải rác tùm lum đâu, không có đâu. Nhà đức ở đây với hòa thượng nhà đức biết hoàn toàn tiền hòa thượng là chỉ có xây chùa à, vậy thôi. Còn những đức mà có tiền là những đức rải rác nhiều lắm, nhiều thứ loại làm lắm à, nào là mua đồ cho các cụ ăn, có tiền cái. Mà cái tính người những đức là khi có tiền bị dễ biết lắm, từ đời lãnh đạo luôn. Có tiền cái là vỗ cánh bình minh ghê lắm, tính cái chuyện làm cho người ta đó. Bây giờ đi tu là những đức là có tiền là tính làm cho người ta liền. Quý vị thấy những đức mua này mua kia nọ là có tiền đó, không có tiền kim ngu à, không có làm gì đâu, không có tiền sao làm. Nó vậy đó. Nên từ nơi đó mà mình biết cái gia đạo mình không có lên nổi là do ngay cái chỗ gia đạo mình không có bố thí cúng dường, không có hiểu cái nguyên lý bố thí cúng dường. 100% Phật dạy mà, Phật dạy càng bố thí thì càng nhiều, càng bố thí thì càng nhiều. 100% không sai đâu. Có một lần Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết, có một vị cư sĩ này thích ngài, mới dẫn đến cái chỗ mà để tiền trong tủ bảo hiểm á, dẫn ngài đến coi châu báu kim cương đâu. Thì dẫn ngài đến thì mở tủ bảo hiểm ra thì cho ngài coi. Ngài nói: "Ồ, bộ ông có nhiều hả?" Ông kia kinh ngạc ghê luôn. Nhiều đây là quá nhiều mà hòa thượng Tịnh Không ngài hỏi là: "Ồ, ông có nhiều hả?" Có nhiều mà bộ ngài có nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Rất là nhiều luôn. Bây giờ tiền bạc vật chất của cải của ông để đây lâu lâu, ông mở tủ ra ông ngó, ông nhìn sờ mó cái thôi. Vậy thì bây giờ tôi đến tất cả những cái tiệm vàng bạc đá quý, tôi kêu nó đưa cho tôi coi, rồi tôi nhìn ngó cũng được, thì có ai cấm tôi đâu. Xong rồi tôi về cũng là của tôi chứ của ai. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói thiệt là khờ dại. Phải chi mà lấy cái này mà tạo cái phước báo để cầm theo, thì cái này là đúng là quá thông minh. Còn để gì thì cuối cùng chết đi cũng có cầm theo được gì đâu. Nó giống như có cái ông đó, ổng có 1.000 tỷ, gia đình ổng có 1.000 tỷ, đất của ổng là thôi nhiều đừng có nói nữa. Ổng mới chết nè, mới có 50 tuổi thôi ổng chết. Mà quý vị biết rằng là hai thằng con trai ổng bây giờ đấu đá quá trời luôn với cái số tiền của ổng. Rồi bây giờ ổng có một cái ông đó, ổng 40 tuổi, nhỏ tuổi nhưng đức, giàu lắm luôn á. Tài sản của ổng là chưa có cái gờ, giống như là chia chác gì cho con cái chứ không biết không. 40 tuổi khỏe quá mà. Vì mộng ngủ đi mong chết queo, tất cả của cải gỡ tiền này kia dính hết, đâu có gì chút gì hay làm giấy gì đâu, dính hết là hoàn toàn luôn. Nên những đức nói với quý vị, con người mình có điều kiện, mình biết tu phước tu duyên, đây là cái khôn khéo của mình để cầm theo. Mà phước báo trong mạng nó đã dày rồi, đi đâu nó cũng có. Lạ lắm quý vị ơi. Đó. Nên cái tâm tu phước tu duyên phải có. Ví dụ như mình về chùa mình không có tiền, mình thấy người ta lỡ cái thùng tam bảo người ta cúng dường đi, mình đứng mình chắp tay Tỳ hỷ A Di Đà Phật, Tỳ hỷ A Di Đà Phật. Cứ đứng vậy đi, đứng vậy mà chắp tay một chút đi, rồi cái phước bị lớn cho mà thấy. Có nhiều người mình nghe quý vị, mình đã trong mạng không có tiền mà mình thấy ai mà làm việc này việc kia mình tức, mình chửi người ta đó. Quý vị biết rằng quý vị đi làm từ thiện, quý vị thấy có những nơi kìa, mình đi làm từ thiện á, nghe mà cái người đi lấy đồ từ thiện á, đi nhận đồ từ thiện á, mà họ còn ganh tị, họ còn chửi nhau, họ còn nói bà cho cái ông đó chi à, nhà ông giàu lắm á, cho ông chi, thứ gì đâu giàu còn đi lấy của người ta.
Quý vị thấy không? Mà đây là không phải của mình, chỉ có cái tâm tỳ hỷ thôi mà còn chưa làm được. Kiệt phước của mình luôn á, đừng nói chuyện dẫn chơi. Đó, nên mỗi một con người mình khi mình biết về cái nguyên lý của bố thí cúng dường, thì quý vị biết rằng là tất cả những thứ đó không phải là quý vị tự nhiên cho không họ đâu, mà là quý vị đang tu phước tu duyên cho quý vị, vì trong mạng họ có mới nhận được. Trong mạng họ mà không có là không bao giờ nhận được. Từ anh chị em hay tất cả người nào khi cho của mình đều trong mạng có, mình mới nhận được. Trong mạng mình không có, không bao giờ nhận được. Nên cái việc khôn khéo nhất của chúng ta đó là gì? Nhiệt liệt hết mình từ một đồng một cắc mà tâm bố thí cúng dường. Cái tâm nó hay lắm á. Cái tâm nó hay lắm. Nó thí dụ như mình đi về chùa với Hòa Thượng có cái nguyện xây chùa, mình bỏ vô thùng tam bảo mình cúng dường. Trong tâm mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, con cúng dường cho tam bảo 2000. Này là quá ít rồi đúng không? 2000 cái tâm á. Con nguyện nhân duyên một ngày nào con đủ duyên, con được về đây để nương tựa ngôi tam bảo. Tâm đó đó. Thì sao này ai biết được quý vị tự nhiên về đây thì sao? Những đức nói tự nhiên như đức đến Đại Tùng Lâm này hả? Nó không đơn giản như quý vị nghĩ đâu á. Một con người bình thường tự nhiên ở trên Đà Lạt đi xuống đây, đi đến chùa Hộ Pháp ở 10 năm nay mà hình thành như vậy, rồi qua Đại Tùng Lâm này hình thành như vậy, qua chùa mới hình thành như vậy, vì nó đơn giản lắm mà. Cái tâm mà bố thí cúng dường của những đức nhiều đời nhiều kiếp nó mạnh lắm chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà sanh đến cái cuộc đời này là những đức phải chịu khó một khoảng thời gian của tuổi trẻ để nhìn ra cái cuộc đời khổ đau á. Nhìn ra cái khổ, lăn lóc ở trong cái khổ để nhìn ra cái khổ, rồi mới đem Phật Pháp chia sẻ tới quý vị đơn giản dễ hiểu nè. Hả? À, nếu như những đức mà không có cái thời gian đó, làm sao những đức biết được cái khổ của nhân sinh? Những đức đã trải qua cái khổ của cuộc đời rất là nhiều đó quý vị. Từ khi còn nhỏ, một gia đình này kia, những đức trải qua hết. Rồi những đức lớn lên, những đức cực khổ làm sao kiếm cuộc sống, những đức trải qua hết. Quá trời luôn, những đức biết hết chứ. Rồi những đức rằng rất là nhiều người làm gần người làm chủ rồi này kia, tính tình sao sao, tính toán thủ đoạn sao sao, những đức gần quá hết chứ. Rồi đi tu thì tới đi tu những đức cũng gần được, những đức cũng nhìn ra được luôn. Nên những đức từ đời lãnh đạo, những đức tương đối biết. Đời đạo những đức tương đối biết quý vị. Nên á, từ nơi đó đó mà khi bây giờ làm việc á, cho đại chúng á, những đức làm thuận tiện lắm quý vị ơi. Cái duyên những đức với công chúng nhiều nè, là từ khi nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng thiết là những đức đã thích tu duyên rồi. Hồi đó những đức á, ở ngoài đời nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng có một bài giảng mà cái việc mà quy y cho kiến, quy y cho con vật thôi, là từ ngoài đời lúc là còn thở nấu những đức đã làm rồi, không bao giờ mắc cỡ đâu. Gặp ổ kiến nè, gặp con vật đồ này kia là những đức quy y hết trơn. Những đức nghĩ rằng sau này những con vật đó bị dẫm đạp, bị chết đi chắc nó cũng tái sinh lại. Từ nơi đó mà nhân duyên chúng sanh nhiều. Nghe câu chuyện mà ngày một Kiền Liên á, nó mà đến thuyết pháp người ta nghe đó, vậy đó mà những đức thích tu duyên, thích tu duyên dữ lắm. Đó rồi á, cái việc á mà người ta đi đến chùa mà phục vụ người ta là những đức nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng là những đức làm liền. Ngày xưa 5 năm trên đó, thầy giảng là những đức đi sắp ghế nè, đi lo việc nè, đi vòng vòng coi chỗ ngồi người ta nè. Còn lễ lập những đức bố trí hết tất cả nhân sự để lo luôn. Những đức làm cực lực cả ngày lẫn đêm lo cho người ta 100% luôn. Những đức là cả ngày lẫn đêm này vì không có ngủ bao nhiêu đâu. Hồi xưa những đức trên đó 40+ kg à, làm việc dữ lắm luôn. Nghĩa là làm việc cắt nhà thì các cụ ở đồ thương người già, thêm cái nữa là người già vô. Quý vị biết ngày xưa trên kia mà thầy giảng như thế nào là người ta đến những đức đều nhận hết. Tất cả những gì thầy giảng là những đức làm hết, nhận hết luôn. Nên ngày xưa đông đến mức không tưởng tượng được. Vì sao? Vì thầy giảng sao những đức nhận vậy? Chính những đức nghe thầy giảng những đức nhận chứ. Nói, thầy kêu về đây đi, về đây đi, người ta về không nhận sao được. Mình không nhận ta nói mình ác, ông thầy không giảng gì, ông từ bi.
Còn cái ông này ông ác nè, nên mình nhận hết trơn. Cuối cùng mình nhận đông quá trời đông luôn, cùng đấu thừa mình. Nên quý vị, không kệ, mình đã có một thờ mình làm vậy, cuối cùng mình cũng được như ngày hôm nay. Thấy chưa? Khi quý vị mà có phước báo rồi, nghe quý vị đi đến đâu quý vị cũng hình thành được hết trơn á. Rồi xong là 5 năm trên đó những đức lót nền móng, xong những đức đi xuống đây là cái tâm những đức đã quyết định nuôi người già. Cỡ nào những đức cũng nuôi người già. Thì cái tâm đó của những đức làm được rồi nè quý vị. Bây giờ chùa chúng ta mấy điểm chùa, gần 2.000 người, 2.000 người ấy. Hình thành cái việc nuôi người già từ hai bàn tay trắng. Những đức đi xuống đây không có một cắt. Ban đầu xin thưa quý vị nghe, rất là nhiều cái cảm ứng trong cuộc đời những đức đi tu mà đúng là kinh khủng lắm. Quý vị biết rằng không có tiền mà làm sao mà nuôi 200 người. Mà ngày xưa những đức đi đến đây là hòa thượng nói rằng là ông nuôi con người thùng thâm bảo đưa cho tôi xây chùa. Tại hòa thượng mình xây chùa mà. Quý vị, những đức nói thôi bây giờ chỉ cầu Phật thôi, con cũng không biết làm sao luôn đó, con nói thiệt luôn. Mà hòa thượng ngày lớn tuổi như vậy, ai mà bây giờ mình dám xin tiền hòa thượng à, mình không cúng phụ hòa thượng thôi, làm sao mình dám xin hòa thượng này. Thì quý vị biết rằng là những đức đưa lên một cái kế hoạch, đó là gì? Có tiền là cho mấy bà già ăn hết, ăn bữa nay ngày mai kệ mồ nữa. Liều mạng luôn, ăn bữa nay ngày mai kệ mồ luôn. Y gan ba những đức lường hồi xưa luôn. Ba những đức là không có ngày nay không ăn, ăn quá trời luôn, ngày mai kệ nó, tính sao. Wow. Hồi xưa mẹ những đức á, nhà ăn mặn lâu lâu á, mặn con gà, bảo nói để ăn phân nửa, chiều chừa phân nửa, chừa chừa cho chiều phân nửa. Ông nói đem ăn hết đi. Lâu lâu được ăn, làm ăn có phân nửa, thèm muốn chết luôn, mày ăn hết phước cho rồi. Chiều khỏi suy nghĩ tới nương chi. Ông vậy đó. Nhưng mà ông không có gặp Phật Pháp, nên cuộc đời ông không có giàu. Ông đâu gặp Phật Pháp đâu. Nên từ nơi đó mà, có nghĩa là ai cúng như Đức Chúng Định là Đức cho bà cụ ăn hết trơn. Rồi cho bà ăn xong bà mới lòi tiền ra. Ngộ thấy ghê, thành mô hình luôn. Cuối cùng như thành mô hình thì Đức biết à, thì ra là chỗ này, cái nguyệt là chỗ này. Mấy bà già cũng vậy, thì Phật tử cũng vậy thôi. Y rang luôn. Lo cho người ta rồi người ta mới lòi tiền quý vị ơi. Chứ không tự nhiên lòi tiền ra rồi ô, tiền làm cực muốn chết mà tự nhiên đưa cho ông có cửa đó đâu. Hiểu không? Người ta thấy mình làm đàng hoàng, nhiệt tình rồi người ta tự nhiên người ta cúng dường à. Có nhiều người cứ chi cầu người ta cúng dường mà không chịu làm cho người ta. Phải làm việc cho người ta mới cúng dường chứ. Cuối cùng mình làm nữa. Nhiệt tình mà làm. Hiểu không? Vậy đó mà lay lắc. Có nhiều khi như Đức nói Nam Mô Di Đà Phật hết trơn tiền rồi đó. Vì biết rằng trong cuộc đời những Đức mà thấy có nhiều cái cảm ứng xác thực luôn. Hồi đó những Đức mới đi xuống đây, tất cả Phật tử ở đây không có người nào đến trong cái lúc mà những Đức đang khó khăn. Trong cái lúc đó chưa ai đến. Thêm cái nữa là gì? Cũng không ai dám tin tưởng những đức. Chưa mà ai tin tưởng đây. Hồi đó người ta tin thầy chứ anh. Chứ mình là cốc nháy ảnh ương chưa tin mình đâu. Nó, tại vì mình phải chấp nhận điều này thôi quý vị. Nó, thì quý vị biết rằng thì Phật Bồ Tát nhìn những đức. Người ta chưa thấy nhưng mà Phật Bồ Tát thấy. Phật Bồ Tát cử người đến đưa tiền xong rồi đi. Vậy mà những đức cứ như vậy mà nuôi các cụ, rồi dư tiền làm tượng Phật, cứ hình thành như vậy. Rồi bắt đầu là cũng học đòi luôn. Làm gì? Cộng tu, tổ chức cộng tu Chủ Nhật. Hồi đó những đức tổ chức cộng tu Chủ Nhật là nhiều người ý kiến những đức quá trời. Trời ơi, xấu xí gì mà lên giảng cộng tu Chủ Nhật cái gì, làm gì mà nó kỳ cục. Mà có ai là nghe giảng gì đâu mà cộng tu Chủ Nhật. Thì có 5-7 người đến với chùa của mình. Vậy mà ai nói gì mặc kệ, những đức cứ làm vậy đó.
từng chủ nhật nào cũng lên quơ tay quơ chân lộn xộn lây quay ra phóng sanh cũng như thật la lối sùm, có mấy người la sùm hết chứ. Rồi chùa gì chứ Đức Bắc địa Phật tùm lum chùa xung quanh chùa hết trơn. Quý vị biết rằng nó rõ ràng chưa, từ vài người thôi đó, ở hoài một chỗ thôi mà bây giờ quý vị coi chủ nhật cộng tu chùa mình khó có đâu, chủ nhật mà cộng tu đông như vậy luôn, quá đông luôn. Thì coi thấy không, giờ thứ bảy lớp đạo làm con của mình bây giờ mà gần cả ngàn người, nó giỡn đâu, hình thành mà rất bền quý vị. Thì Nhân Đức muốn chia sẻ cho quý vị nghe là sự thành công của Nhân Đức là do từ bền chí mà ra. Nhân Đức được có một cái tính làm gì rất bền nghe quý vị, không bao giờ bỏ cuộc. Ngày xưa Nhân Đức đi đến chùa, Nhân Đức nghe thầy nói một câu thôi là Nhân Đức chấm tình độ liền. Nhân Đức là nghe câu nào là chắc câu nấy, chấm à. Thầy nói rằng tu mấy chục năm chờ mà thầy đứng giữa ngã tư Phi Nôm, không biết đi đường nào mà cầm theo bình thuốc. Cuối cùng vậy đó, nghe mà thầy nghe pháp và tự tịnh không, rồi thầy niệm Phật này nè, mở cái pháp hội niệm Phật mà hình thành một cái pháp hội này, mà niệm Phật mà chúng ở trong chùa mà tu các pháp khác mấy chục năm cũng chưa bằng. Những Đức vừa nghe cái Những Đức nói vậy, con đường mấy chục năm kia Những Đức không đi, chức chỉ đi thẳng luôn. Rồi là Những Đức nhìn được thầy trên thành công là từ nuôi người già. Những Đức đã nhìn ra là thầy thành công là từ nuôi người già thầy mới nổi tiếng. 100% là từ nuôi người già quý vị. Bị nhớ nghe, quý vị có giảng pháp hay cỡ nào hay nhưng mà chùa quý vị không có ai tu thì chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ hướng dẫn người ta một phương pháp tu. Chắc quý vị luôn. Nhưng mà ngày xưa chùa tu ngày 4 thờ trên đó và nuôi người già, người ta vừa thấy xác thực nuôi quá trời đông. Thấy không? Là tự nhiên người ta đồn ra tiếng tâm của thầy nổi quá trời. Thêm nữa thầy giảng pháp đơn giản dễ hiểu, ngày xưa thầy giảng ào 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 đơn giản dễ hiểu mà vui, người ta thích nghe. Nhưng Đức nhìn thấy cách giảng này thành công, không ngủ gục. Cách giảng này thành công không ngủ gục. Còn cái cách giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, người Việt Nam nghe ngủ nhiều. Những Đức nói thiệt luôn, Những Đức nghe giảng Hòa Thượng Tịnh Không giảng không đơn giản đâu. Ngồi nghe là phải kiên nhẫn lắm, tại vì ngày giảng từ từ tuổi già mà quý vị. Còn cái cách giảng tuổi trẻ sống động trong cái thời cuộc là nhìn đó, cách giảng đó là Những Đức chấm ha. Rồi cái phương pháp địa chung là Những Đức nhìn ra, vì Những Đức lên tu mà thì cái niệm địa chung nó sẹt mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, nó làm mình háo hức lên mà niệm. Nhưng à, cái điều địa chung này nè ít ngủ nè, điều địa chung này ít ngủ, tại Như Đức đi vòng vòng Như Đức thấy mấy bà già bà tụng kinh là bà ngủ gà ngủ gạt, quan sát hết rồi thì Như Đức thấy cái điều địa chung là nó ít ngủ gục, nghe không? Rồi Như Đức nhìn cái điều lễ Phật này nó như lượng sống nè, cái môn lễ Phật này nó mới thành công nè. À, tại vì sao? Vì một người niệm còn người sau nó cùng một cái đại chúng niệm ầm ầm lên, nên cái điệu lễ Phật này thành công, nên nhà Đức chọn địa chung lễ Phật. Điều là phương pháp của thầy cho nên hết luôn, mà nhà Đức nhìn ra cái nào nhà Đức chấm cái nấy. Còn ngày xưa lại Quan Âm thì nhà Đức nhìn cái môn lại này mới thành công, cái môn lại này nó mới thành công. Nó mệt nó khỏe gì không biết mà nó chỉ cần nó tỉnh là nó lại à, nó lại ầm ầm là nó lại à, chứ không nói vòng vo chứ nghe. Còn mình lại nhẹ mà nó làm biến thì nó không có lại đâu. Nên cái môn lại này thành công, nên nhà Đức luôn luôn chấm ngay cái môn lại này, chấm mục tiêu luôn. Từ nuôi con người nhiệt tình là tài thí, từ chân thật nhiệt tình đem pháp môn tịnh độ giới thiệu là pháp thi. Rồi nhà Đức phóng sanh, nhà Đức khuyên người ăn chay, cứ miêm mặt như vậy là vô ý thí. Ba cái thí nhà Đức làm chân thật là ba cái thí rõ ràng luôn. Cuộc đời Nhân Đức thay đổi hoàn toàn, thay đổi số mệnh cuộc đời đàng hoàng ngon lành luôn. Nói quý vị coi, nếu như quý vị nghe gì mà quý vị cấm ba cái gốc đi, nhà mình nghèo khổ cấm gốc lại để cho con cháu đời sau nó chuyển biến lại đó quý vị ơi. Bây giờ quý vị không có tiền bố thí cúng dường gì hết trơn á, bây giờ quý vị chỉ cần có cái máy niệm Phật này thôi. Những Đức nói vị mà khéo tu phước tu duyên cũng đặc biệt lắm á, thì đi chợ lúc nào vị cũng đeo theo chứ á. Chợ thì đông mì gì, gặp trên thành phố mà chợ trên đó còn đông ác nữa,
Cái bị lủi vô một cái, bị đi một vòng đi. Đi một vòng hả về? Cứ đi một vòng đi. Nếu như mà ngại á thì bịt khẩu trang lại. Có nhiều bà cũng ngại, thấy ta nhìn nhìn ngại. Hiểu không? Bịt khẩu trang đổi cái nón. Rồi để cái máy niệm Phật ở trong, cái lại mua đồ gì cứ sàng 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 lại ở chỗ người ta vậy đó. Cứ sàng 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 có đồ vậy đó, sàng 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 có đồ vậy đó. Rồi mua miếng gì xong đi về. Vậy đó mà cái tâm đó đó. Cái tâm đó đó tu phước lớn đó, thấy không? Nó phát sinh trí tuệ đó quý vị ơi. Nó đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật này nè, thành thói quen à. À, ngủ cũng đeo luôn nữa. Thành quen luôn. Đó. À, nó nên từ nơi đó quý vị cứ chân thật mà làm gì đi. Những đức quý vị thấy buổi giảng này những đức cũng đeo máy niệm Phật không? Là những đức đang hướng dẫn quý vị đeo máy niệm Phật. Hướng dẫn quý vị đeo máy niệm Phật. Ngày mai là khoảng giờ này nè, chúng ta tặng máy, chiếc máy nghe pháp nhỏ. Chiếc máy là đặt đầu tiên luôn đó quý vị ơi. Hồi xưa giờ mới đặt chiếc máy này đầu tiên luôn. Nó bự hơn chiếc máy niệm Phật nhỏ này một chút, mà trong đó nó có hơn 1000 bài giảng. Rồi bật niệm Phật đồ được hết. Nó có tấm giấy nghe, ở trong nó có tấm giấy. Nhìn vào tấm giấy đó chọn bài niệm Phật gì hay là bài pháp nào trong đó là mình bấm ngay cái số đó là nó ra. Nó cũng rất là dễ xài. Đó. Thì bắt đầu là ngày mai giờ này nè tặng cho quý vị. Thật sự mà nói nhắc mình suốt quý vị ơi. Nhắc mình suốt đi. Những đức nói cái công đức niệm Phật này lớn dữ lắm. Như hôm qua những đức gặp cái ông mà té xuống biển 4 ngày 4 đêm. Có biết tu gì đâu. Ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, gia hộ cho con thoát nạn chuyến này. Vậy đó nghe mà 4 ngày 4 đêm mà ông nói giống đi trên cát. Đúng là kỳ tích. Mà từ cái niệm Phật cảm ứng của ông nêu lên thôi quý vị. Vậy mà người ta mua đất cho ổng và các nhà cho ổng luôn. Kinh khủng chưa? Ông nói rõ ràng như đứng qua mà. Như đứng hỏi rồi nhà chú sao nói. Từ khi mà con thoát nạn á thầy, là tự nhiên cái người ta mua đất các nhà thì con luôn. Như đứng nói cái công đức niệm Phật có bị thấy kinh chưa? Nó thí dụ như bây giờ mà như mà giờ nhà đứng té xuống biển đi. Mà như Đức lên, như Đức nói có nhiều người ta nói tại ông tu, ông mới nói gì. Nhưng mà lấy cái ông này ra, cái ông này tờ nhìn ông to con mà ông khù. Thì bây giờ nó đưa ông ra, ta tin liền. Ta tin là ông này niệm Phật cảm ứng. Nó rất là rõ ràng luôn quý vị. Hôm qua có làm công đoạn ngắn với ông. Nó nên từ nơi đó thấy chưa. Từ cái cảm ứng như vậy thôi, nhiều người người ta tin thôi mà cái phú của ông, người ta mua đất, người ta cắt nhà cho ông luôn. Hôm qua ngồi nói chuyện chút xíu xíu, cho ông mấy triệu bỏ ông túi. Tôi thấy ông tội nghiệp quý vị. À, nên từ nơi đó quý vị biết rằng là cái công đức niệm Phật lớn cỡ nào chưa? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Công đức niệm Phật lớn lắm. Hân nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị. Tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm nghe. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta đọc 12 lời đại nguyện phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục,
Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên hoa con hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta nên phát nguyện chân thật niệm Phật và khuyên người niệm Phật cả đời niệm Phật không thói tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.